Ok, xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh mình. Chắc bạn còn nhớ chiếc VGL Toy 12628 này chứ. Cái này thì mình chưa có lắp hoàn thiện bởi vì là mình đang chờ được nâng cấp nữa. Ở đây mình có mấy cái bánh drift này. Drift của xe 1/10 á. Nó lại vừa. Mình sẽ thay thế mấy bánh drift này vào cho con xe này nha. Đây mình còn một bộ này. Rồi các bạn ơi, nó chỉ vô được tới đây thôi, không vô được nữa. Hết sức rồi. Ok, giờ mình sẽ thay thế mấy cái bánh này vô cho con xe địa hình chúng ta nha. Biến xe địa hình thành xe drift nha.